Rồi hôm trước là anh nên hướng dẫn cái 8 quy tắc chữa bệnh không dùng huyệt. Bây giờ Hường nhắc lại 8 quy tắc chữa bệnh không dùng huyệt. 4 quy tắc đầu tiên. Trên dưới cùng bên chắc sao luôn rồi. À, bảo nhắc bốn cái để cửa hợp nhắc lại còn đâu nói hết Nói hết rồi. Như quá như quá đó, thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tác động điều trị vai gáy áp dụng 8 cái tác chữa bệnh không dùng huyệt vào để chúng ta chữa vai gáy. Thì hôm nay nhờ ai làm người mẫu? Ai ai có ai trong lớp đang bị đau vai gáy không nhỉ? Kéo đấy thì Cường đang đau à? À rồi thì mình sẽ hướng dẫn cách điều trị vai gáy. Ok. Thế mọi người đứng dậy cho ấy nhỉ, đứng cho dễ nhỉ. Cường cầm máy. Nhiều người mở quá. Trước đây là để chị bị đau như nói lại nói đúng cái tình chị đau đứng để xem hôm nay ngã xuống để xem chị bị đau bao lâu rồi, khoảng bao lâu? 2 năm. Thế bình thường thì chị đã chữa phương pháp nào chưa? Chị cũng đã dùng phương pháp viện trợ để chữa. Thì kết quả chị thấy sao? Chị thấy mỗi lần là chữa xong là chị thấy hết đau luôn. Bây giờ thì nó hoàn thế à? Nó to lên một tí. Chị đi chụp chiếu đi chưa? Chị trước cái chuyện đi chụp là bị thoái hóa ba đốt sống cổ. Ba đốt sống cổ. Ba đốt sống cổ đốt trên cùng này nó bị kiểu biến dạng và có sùi 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 gan, bị sùi ra bị bôi vào. Rồi em hôm nay thì đây là chị Phượng, năm nay chị là bao nhiêu tuổi? Chị 14 tuổi. Chị đi chụp cách đây bao lâu? Trước kia thì chị bị khi bắt đầu chị mới phát hiện ra bị trận đau là khủng khiếp luôn ấy, không ngồi được, không cả đứng được nữa, nó chỉ nằm thôi. Thậm chí là chị đi viện khám là toàn phải nằm chứ không thể ngồi được xe nữa. Ok, thì bây giờ em sẽ tác động giúp chị nhé. Ok, chị quay. Mọi người từng người vào đây sờ, tức là hai cái cơ của chị mà bị đóng cứng hai bên đó, bởi vậy là thường xuyên bị mỏi cái phần vai và phần gáy này, đóng đóng cứng này, thường chạy chạy ra trong máy hay nam chị của em. Mọi người vào sờ đi để xong. Thank you.
bị đau nhiều hơn đúng không? Ở bên này nhìn mọi người nhìn nó bị hai cái vai này thì bên này nó sẽ bị gồ lên đúng không? Đây, bước đầu tiên chúng ta dùng cái nan sừng đôi, nan sừng đôi lớn này. Đó, chúng ta nan. Nan cái cổ, vùng cổ trước. Bao giờ màu có bắt đầu chuyển từ sắc màu đỏ là ok. Mọi người nhìn xong tí làm lại nha. Ai mà không nhớ thì dùng máy quay ra quay lại. Xong lát chúng ta sẽ thực hiện lại. Xong lát làm cho nhau. Khi mà đã dùng nan sừng làm cho cái lỗ chân lông nó mở ra rồi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái chày đâm tiêu, chúng ta bôi dầu lên, chúng ta lấy dầu vào đây, chúng ta rải dầu ra đều. Tác dụng của hai cái chày đâm tiêu này rất là hay, nó sẽ làm cho các cái cơ ấm và nó mềm ra. Em đánh như thế này chị có cảm giác là ấm không? Ấm nóng lên đúng không? Chày đâm tiêu chúng ta cầm ở trên cái tay, chúng ta sẽ đặt ngón tay ngay giữa này vào trong giữa hai cái chày đâm tiêu và chúng ta đưa ở hai cái bên của cổ sống cổ, chứ chúng ta không đánh vào giữa này, đánh vào sau này. Sẽ dùng cái xương cá lớn chúng ta đặt.
Tiếp theo chúng ta sẽ dùng chia ba lớn. Chia ba lớn là chúng ta gạt nó rất là hiệu quả, đặc biệt những người mà bị đau cấp tính, chúng ta sử dụng cái gạt này gạt kỹ là ok. Gạch bằng cái đầu ba của sao chổi có được không nhỉ thầy giáo nhỉ? Cũng được, nhưng mà nó cái này nó sẽ rộng hơn, nó đều được hơn. Chúng ta gạch cái khoảng 3 đến 5 cm. Còn như vậy luôn thì cái vùng trên này nó là vùng đầu của cái cơ này, chúng ta cũng phải tác động lên đây. Nhiều người là làm chỉ có làm từ cái phần không có tóc trở xuống, nhưng mà vùng trên này là nó hay bị người ta hay bị tức đây, nó chính là chèn ép vào vùng này. Tiếp theo chúng ta dùng búa lớn. Ví dụ như là những người mà người ta có một cái u ở sau gáy này, hoặc là một bên tai người ta sẽ bị gồng lên to, thì chúng ta sử dụng đầu dương để chúng ta tản nó ra, mình kiểu như chúng ta dùng búa để đánh xì xét. Còn với những cái trường hợp mà nó bị mới bị hoặc là nó không bị ụ lên đó, thì chúng ta dùng cái đầu âm này để chúng ta tán như vậy. Chúng ta đánh thì đánh là ngược từ dưới lên, dùng cụ và sau cùng chúng ta dùng nhéo, nhéo lớn, nhéo. Thì nhéo này chúng ta nhéo một đoạn ngắn một thôi nhé. Nếu chúng ta nhéo đoạn dài nó sẽ nhéo rất là đau. Đúng rồi. Thậm chí còn làm cho chóc da ra và thâm tím da.
ta cầm nhạc thì chúng ta luôn luôn để cái ngón tay út này sát với cả da bệnh của bệnh nhân. Khi mà ví dụ như bệnh nhân thì ta ngửa lên như thế này thì sẽ không làm bỏng bệnh nhân, bởi vì chúng ta có tự ngón tay út rồi. Cái hương hải này thì tùy từng từng người, có những người thì da người ta mỏng ấy thì mình hơi ít thời gian, còn nhiều người cái vùng da người ta mà dày mà người ta có khả năng chịu lỏng tốt ấy, thì chúng ta sẽ hơi lâu hơn. Đây là sau khi tác chúng ta tác động tại chỗ thì chúng ta sẽ làm đến các vùng phản chiếu và đồng ứng để điều trị cái vai gáy. Chị quay đằng trước này. Bởi vì theo phản chiếu thì hai cái cánh tay, hai cái lông mày này là phản chiếu của hai cái cánh tay. Cái vùng vai là thì nó sẽ ở đoạn từ từ giữa giữa bắp đùi mắt đây và vào trong này thì nó sẽ là vùng vai. Chúng ta sẽ tác động vào cái vùng vai. Thì ở đây thì nhìn thấy là chị có một cái biểu hiện nên là nó có một cái mụn ở cái đầu lông mày này. Đó, thì nó ưng xuống thì nó cũng như cái ụ ở vai của chị đằng sau này. Đó. Thì một là chúng ta sẽ dùng các thủ pháp như này, ví dụ chúng ta ấn thẳng ở đấy hoặc là chúng ta gạch. Đó. Bình thường thì mình hướng dẫn mọi người cách đơn giản nhất, bởi vì là không phải ai cũng biết bấm huyệt. Thì chúng ta sẽ gạch hai cái đầu lông mày. Khi đấy thì chúng ta sẽ quay lại ở cái bụng này và chúng ta dùng cái đầu huyết dương chỉ đầu nhỏ này và ấn vào, ấn giữ.
nhất cho bạn. Ok rồi. Đó. Đó là chúng ta sử dụng cái phản chiếu. Phản chiếu để chúng ta sử dụng để điều trị cho cái vai. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng đồng ứng để chúng ta điều trị cho cái cổ, giảm đau nhất cho cái cổ. Thì theo cái quy tắc đồng ứng thì đầu ở đâu thì cổ ở đấy, thì chúng ta lắng nghe thì nó cái hình nó giống cái đầu và dưới này là cái cổ. Đó. Ta sẽ bôi dầu cao và chúng ta sẽ xay. Ví dụ như là chuyên sâu hơn như là thoát vị trí đệm cổ này, gai đôi đốt sống cổ này, thì chúng ta sẽ có cách tác động thêm một chút. Đó, thì cái đấy thì buổi sau sáng sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì bây giờ mọi người chia nhau ra thì hai người làm cho nhau tác động lại cái bài vai gáy ngày hôm nay. Ok, mọi người bắt đầu. Cái đấy. Làm cho Lan nha. Vâng, cháu đang lúc đang làm mỏi. Mọi người đi, mọi người thực hành. Rút rút. Ngồi đây nhá. Ngồi đây, cần cái này. Ngồi đâu? 6, 7. Đấy, nó vui đấy. Không
chưa mọi người đây hỗ trợ đi. Là chị Phượng ra thực hiện với em này. Cái này nó không nhỏ. 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 Cái này nó không nhỏ.
Quay 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 quay
là chị hơi bị mình không nhanh lắm. Bye.
việc làm. Bác sĩ sáng bác sĩ sáng bệnh nhân là không đi tự nhiên làm để thấy đau đau là không.
còn hơn ngạt đây đấy nè. Thank you.
chiều chị phải làm đi. Chiều chị phải làm đi. Alo bà. Mang cà phê chưa bà? Vô chiêu mà. Thầy Nam đang chữa theo cách gì đấy? Vô chiêu. Vô chiêu đấy. Vô chiêu à? Không có chiêu thức gì ấy. Tí cho luôn. Cho luôn à? Cho ăn. Cho một mà nói tí cho luôn. Đấy. Chiêu này là chiêu nguy hiểm này. Chiêu nguy hiểm. Nguy hiểm trên người. Nguy hiểm. Nguy hiểm trên người. Có xem chuẩn bị này. Nguy hiểm mà. Nguy hiểm tại. Nguy hiểm. Thank you.
thì nó cộng với cái là cái dinh dưỡng thì nó sẽ là dần dần nó hoàn thiện. Không có cái đĩa thì nó không quay quay xích đấy, đúng không? Ví dụ như là có bàn đạp rồi thì mình đang nói là có khí tốt rồi, nhưng mà dinh dưỡng cũng như là cái đĩa, mà có cái đĩa nó quay được gì để nó làm cái xích quay được, xích quay được, mít quay được, liệt quay được thì hàng bánh nó không quay được. Chị Hà hỏi thì anh nhún để chị nói gì đấy. Chị Hà chị nhiều thứ. Chị Hà cũng xem ạ. Bye bye mọi người nhé.